Vì sao Quang Hải nổi giận với đội khiêng cáng của câu lạc bộ Bình Dương? Tình huống đáng chú ý nhất trong trận cầu giữa câu lạc bộ Hà Nội và Bình Dương trong chiến thắng 2-0 của đội bóng thủ đô tại vòng 6 V-League. Đến ở phút 85, câu lạc bộ Hà Nội có hai cầu thủ đang nằm sân. Những nhân viên khiêng cáng của Bình Dương lập tức chạy vào hỗ trợ. Tuy nhiên, thay vì nhẹ nhàng đưa cầu thủ lên cáng thì họ nắm chân, nắm tay Nguyễn Tuấn Anh mang áo số 26, một cầu thủ đang bị đau, ném thẳng lên cáng. Hành động không đẹp của họ lập tức khiến cho các cầu thủ và ban huấn luyện của câu lạc bộ Hà Nội nổi giận. Trong đó có Quang Hải, tiền vệ tuyển Việt Nam lao vào đòi ăn thua với những nhân viên này. Trong bối cảnh Quang Hải đang vướng vào bê bối lộ tin nhắn, những chỉ trích lập tức hướng về phía anh. Để hiểu được hành động của Quang Hải và các nhân viên Bình Dương cần có một góc nhìn chi tiết. Thứ nhất, những người khiêng cáng ở Bình Dương không phải là nhân viên bình thường. Đa số đội bóng ở V-League sử dụng cầu thủ trẻ thuộc lứa U15, U19 làm nhân viên hỗ trợ trong các trận đấu. Lực lượng này sẽ tham gia nhiều công tác tổ chức như soát vé, nhặt bóng, khiêng cáng. Do U19 Bình Dương đang dự vòng chung kết U19 quốc gia ở PFF, đội khiêng cáng trên sân Bình Dương tối ngày hôm qua nhiều khả năng là đội U15 hoặc U17. Do cùng là cầu thủ, ý thức ăn thua của họ lớn hơn nhiều so với các nhân viên hỗ trợ bình thường. Trước trận đấu gặp Bình Dương thì câu lạc bộ này đang xếp vào top 3 của V-League, hơn chính câu lạc bộ Hà Nội 3 điểm. Họ sẽ mất vị trí nếu để thua đối thủ này. Thời điểm sự cố diễn ra là phút 85, câu lạc bộ Hà Nội đang dẫn một bàn. Tuy nhiên, đó cũng là lúc Bình Dương vùng lên mạnh mẽ và có nhiều cơ hội. Điển hình là cú dứt điểm nguy hiểm của Nguyễn Tiến Linh ở phút 62 hay pha bóng dội cột của Yusuf Torre. Bối cảnh đó buộc câu lạc bộ Hà Nội phải có hàng loạt những tình huống câu giờ chiến thuật. Trong 10 phút cuối trận, cầu thủ Hà Nội nhiều lần cố tình làm chậm diễn biến của trận đấu như nằm sân câu giờ. Tình huống ở phút 85, ngoài Tuấn Anh thì Nguyễn Văn Dũng cũng là một cái tên khác của đội khách đang nằm trên sân. Trước đó, đội trưởng Văn Quyết của Hà Nội cũng đã nhận thẻ vàng ở phút 85 vì làm chậm trễ quả phạt của Bình Dương. Trận đấu tại sân Gò Đậu sau đó có 9 phút bù giờ, bằng chứng cho sự gián đoạn liên tục trong hiệp 2 của trận đấu. Thời điểm đó thì câu lạc bộ Hà Nội muốn trận đấu kết thúc càng sớm càng tốt, có ít tình huống nhất có thể. Họ cũng mới thua Sông Lam Nghệ An ở vòng trước đó, đang không có phong độ cao, vướng vào ồn ào liên quan tới Quang Hải. Đương kim vô địch cũng rất cần một thắng lợi để vượt qua bối cảnh khó khăn này. Đó là hoàn cảnh đầy đủ lý do dẫn tới những hành động thiếu kiềm chế từ cả hai phía Bình Dương và Hà Nội trên sân Gò Đậu tối 24 tháng 6. Tuyển Việt Nam bước tường thép đã thủng, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ gọi tên ai? Đội trưởng Quách Ngọc Hải hay trung vệ Bùi Tiến Dũng đang không có phong độ cao ở V-League. Và trong bối cảnh mất quá nhiều trung vệ vì chấn thương thì huấn luyện viên Park Hang-seo thực sự là rất rối ở tuyển Việt Nam. Trong số các trung vệ đi theo huấn luyện viên Park Hang-seo suốt 2 năm qua, có thể thấy những cái tên như Ngọc Hải, Tiến Dũng, Đình Trọng, Duy Mạnh là những người không thể thay thế trên đội tuyển quốc gia Việt Nam. Các trung vệ này gần như luôn chiếm được những vị trí chính thức trong mọi giải đấu mà tuyển Việt Nam tham dự dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc. Tuy nhiên, điều này có thể khó lặp lại ở vòng loại World Cup 2022 lẫn AFF Cup 2020 diễn ra vào cuối năm nay. Ít nhất cho đến lúc này, Duy Mạnh chắc chắn không thể trở lại cho các trận đấu ở vòng loại World Cup vào tháng 10. Và nếu may mắn hay hồi phục thần kỳ thì cơ hội cho trung vệ của đội bóng thủ đô trở lại một cách tốt nhất ở AFF Cup 2020 cũng là rất nhỏ. Cùng lúc, Đình Trọng cũng chỉ trở lại sau 2 hoặc 3 tháng nữa, thời điểm mà V-League sắp sửa hạ màn. Chính vì thế, những cái tên còn lại đang thực sự là điểm tựa cho huấn luyện viên Park Hang-seo với tính toán và mục tiêu cao cho hai giải đấu sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Mất Duy Mạnh và Đình Trọng vẫn còn bỏ ngỏ khả năng trở lại. Thành thử, mọi hy vọng của ông Park Hang-seo đang dồn cả vào cho bộ đôi Quách Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng khi vẫn đang khỏe mạnh và thi đấu được tại V-League. Thế nhưng, đến lúc này sau 5 vòng, những gì mà cặp trung vệ của Viettel thể hiện quả thực là đáng lo ngại. Cả hai dường như chưa sẵn sàng cho V-League sau kỳ nghỉ rất dài, tương tự như nhiều trụ cột khác của tuyển Việt Nam. Và dù chưa tới mức là mắc những lỗi quá lớn, nhưng để tạo cho ông thành người Hàn Quốc sự yên tâm cao nhất là không đủ. Nhìn cái cách mà bộ đôi trung vệ rất cứng của ông Park để cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh phá toang hàng thủ ở đội nhà trong vòng 5, đủ khiến cho chiến lược gia Hàn Quốc ngồi trên khán đài phải phấp phỏng. Giống như nhiều trường hợp khác, huấn luyện viên Park Hang-seo tin tưởng và hy vọng là Hải Quế lẫn trung vệ người Hà Tĩnh bắt nhịp trở lại khi V-League đi thêm được vài vòng đấu nữa. Nhưng đặt trường hợp xấu nhất là không thể thì sẽ khiến cho thuyền trưởng tuyển Việt Nam rất khó tìm ra phương án để thay thế với sơ đồ quen thuộc của ông trong 2 năm qua.
khó ai qua được bộ đôi trung vệ của Viettel. Chính bởi vậy, đầu tiên mà ông Park Hang-seo trông mong nhất vào lúc này là sự trở lại càng sớm càng tốt của Đình Trọng. Bởi Đình Trọng đứng ở trung tâm hàng phòng ngự thì ít nhiều cũng đủ để chiến lược gia người Hàn Quốc xoay sở với những mảnh ghép mới. Nếu điều này bất thành thì khả năng không nhỏ là huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ triệu tập một hàng phòng ngự đang được coi là bất bại tại V-League vào lúc này, đó là Sông Lam Nghệ An. Bởi đơn giản, xếp một hàng thủ chất lượng không cao nhưng quen thuộc với nhau luôn dễ hơn là phải lắp ghép một bộ khung hoàn toàn mới trong bối cảnh thời gian là khá ít. Tất nhiên đây là phương án cuối cùng và cũng như là bất đắc dĩ với ông thầy người Hàn Quốc phải làm. Còn thâm tâm, có lẽ huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đợi những Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng sẽ trở lại. Quang Hải giờ là lúc quay lại với bóng đá. Khi phong độ chưa thực sự được cải thiện thì chuyện đời tư không mấy tích cực bị lộ khiến nhiều người bất ngờ và lo lắng cho Quang Hải lẫn tuyển Việt Nam, nhất là khi quá khứ có quá nhiều tấm gương tương tự. Ngay trước ngày câu lạc bộ Hà Nội lên đường vào Bình Dương chuẩn bị đá vòng 6 V-League, trang cá nhân của Quang Hải bất ngờ bị hack để lộ ra nhiều câu chuyện không hay ho về đời tư. Cần phải nói rằng, việc xâm nhập trang cá nhân đời tư của bất kỳ ai rõ ràng là không hợp pháp và cần được lên án, huống gì là Quang Hải, một cái tên quá nổi tiếng cũng như đóng góp rất nhiều cho bóng đá Việt Nam trong mấy năm qua. Lên án và bảo vệ Quang Hải trong trường hợp này đồng nghĩa với việc là bảo vệ chính mình cũng như giảm bớt những thông tin xấu vì xã hội, vì cộng đồng mạng vốn dĩ khá tạp nham như ở Việt Nam được văn minh hơn. Bênh vực Quang Hải vì bị xâm phạm bất hợp pháp về quyền đời tư nhưng không có nghĩa là hoàn toàn cảm thông với những gì xảy ra trong câu chuyện mới nhất đến từ tiền vệ tuyển Việt Nam. Nếu là một người bình thường, câu chuyện xảy ra tương tự cũng không được hoan nghênh, cổ vũ hoặc thông cảm. Văn hóa Việt Nam dù cởi mở hơn nhưng không có nghĩa là ủng hộ cái Quang Hải làm, nhất là khi tiền vệ của câu lạc bộ nội không phải là người bình thường hay vô danh như trước. Với một người nổi tiếng, thậm chí được coi là biểu tượng của bóng đá Việt Nam, là thần tượng của giới trẻ trong 2 năm qua như Quang Hải thì rõ ràng cần cư xử một cách cẩn trọng hơn trong mọi chuyện chứ không riêng gì tình ái đời tư. Không giao giảng đạo đức nhưng cần nhớ rằng là bóng đá giỏi chưa đủ để Quang Hải trở thành đại sứ thương hiệu của hàng loạt nhãn hàng, sự kiện và kiếm bạc tỷ suốt thời gian qua. Bởi thế, nếu sau sự cố này, việc Quang Hải không còn là sự lựa chọn số 1 cho các thương hiệu thì có lẽ cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Bởi bên cạnh tài năng, để được lựa chọn thì tiền vệ này ít nhất cần có cả miễn nhiễm với scandal đời tư. Ở tuổi 23, Quang Hải có quá nhiều thứ hơn so với những người đồng trang lứa. Nhưng tuổi trẻ thì vẫn là tuổi trẻ nên sai lầm là khó tránh khỏi. Và đứng ở một góc độ nào đó thì cũng thông cảm, nhất là khi Quang Hải dư thừa nhiều thứ nhưng lại thiếu quá nhiều định hướng tốt từ người lớn. Tha thứ và thông cảm nhưng chắc chắn là lo lắng, bởi nếu cứ tiếp tục loay hoay với câu chuyện yêu, chơi, rất có thể bóng đá Việt Nam sẽ mất một tài năng vốn dĩ được nhiều chuyên gia khẳng định phải vài chục năm nữa mới sản sinh ra được như Quang Hải. Lo lắng này là không phải bây giờ mới bắt đầu mà trong cả gần một năm qua kể từ khi phong độ của Quang Hải đi xuống một cách nhìn thấy được, chứ chẳng phải mơ hồ hay lúc mờ lúc tỏ nữa. Bàn thắng cuối cùng ở V-League mà Quang Hải có được cách đây đã 9 tháng trong trận thắng của Hà Nội trước Viettel. Pha làm bàn cuối cùng cho đội tuyển quốc gia là ở SEA Games 30 nhưng cũng rất xa khi có được trong trận đấu gặp U22 Brunei vào tháng 11 năm 2019. Nhắc lại điều này và cả những màn thể hiện kể từ đầu mùa 2020 đủ để phải lo cho Quang Hải, nhất là khi những scandal ngoài sân cỏ liên tục ập đến với tiền vệ con cưng của huấn luyện viên Park Hang-seo lẫn tuyển Việt Nam. Quế Ngọc Hải chết lặng, cục đầu buồn bã sau sai lầm khó tin ngay trước mắt thầy Park. Trận đấu giữa Viettel và Thanh Hóa vào tối 23 tháng 6 tiếp tục chứng kiến một màn trình diễn không tốt của Quế Ngọc Hải. Ngay phút thứ hai, trung vệ này đã mắc lỗi khi vào bóng khá thô với Xuân Cường, khiến cho đội nhà phải chịu quả đá phạt đền. Trên chấm 11m, Samson dễ dàng hạ gục Nguyên Mạnh để mở tỷ số của trận đấu. Sau khởi đầu không ưng ý trong trận, có huấn luyện viên Park Hang-seo dự khán, Quế Ngọc Hải chơi đầy nỗ lực ở những phút còn lại. Tuy nhiên, hàng thủ của Viettel vẫn thiếu đi sự chắc chắn, khiến cho đội bóng này phải chịu thất bại chung cuộc với tỷ số 1-2. Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, số 3 của Viettel ngồi gục xuống đầy thất vọng. Sau đó anh đứng lặng một mình rất lâu trên sân, nét mặt lộ rõ vẻ buồn bã. Đây là điều có thể hiểu bởi trong thời gian qua, Quế Ngọc Hải phải nhận không ít chỉ trích vì phong độ không tốt, đặc biệt sau trận thua 0-3 trước Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 5. Tiền đạo Lê Văn Thắng bên phía Thanh Hóa chạy đến an ủi Quế Ngọc Hải.
Tuy nhiên sau đó, Hải Quế lại lặng lẽ bước đi và ngồi lại một mình ngay trên sân, trong khi các đồng đội khác đều trở về khu cabin huấn luyện để thu dọn đồ đạc. Anh ngồi trầm ngâm, mắt hướng về phía khu vực khán đài B, nơi các cổ động viên và các cầu thủ Thanh Hóa đang hò reo ăn mừng, rồi sau đó gục đầu buồn bã. Thậm chí đến khi các cầu thủ Viettel đã thu dọn xong đồ đạc để đi vào phòng thay đồ, Quế Ngọc Hải vẫn ngồi lặng thinh. Điều này khiến đàn em Đức Chiến phải tới an ủi và kéo Quế Ngọc Hải để đi cùng đội. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công của Thanh Hóa cũng tiến tới và bày tỏ sự đồng cảm với cầu thủ cùng quê Nghệ An.